Chị Chiến ơi, nhưng mà trước khi mà mọi người được thưởng thức giọng hát của chị thì em cũng mượn kênh sóng của Phương và ké một chút thời gian của chị để gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người đã ủng hộ kênh YouTube của Phương Phạm, trong đó có sự ủng hộ cho Hạnh An An. Và muốn nói một điều với riêng người em gái thân yêu Nhã Đoan rằng là chị đã nhận được quà của em và hôm nay chị đang quàng chiếc khăn của em tặng. Rất nhiều món quà em đã gửi về tay chị và tay của vợ chồng Phương Phạm. Một lần nữa cảm ơn Nhã Đoan và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại Hà Nội nhé. Bây giờ mời em cùng với mọi người nghe Vườn Xưa qua tiếng hát của chị Lệ Chiến. Hành lang tối tăm.
Về thôi nhé, cổng chào cuối sân hờ hững thế loài hoa trắng ngồng. Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, người đâu đó một chút tình riêng. Cảm ơn món quà của chị, giọt thầm cuối đông. Ngoài trời thì mùa đông đến rồi chị. Trời mấy hôm nay ảnh hưởng của bão, thời tiết không được tốt. Nhưng mà với giọng hát của chị và tình cảm của chị thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy ấm áp rất nhiều. Cảm ơn chị Lệ Chiến và cảm ơn Phương Phạm đã dành tặng những người yêu nhạc của anh một món quà thật ý nghĩa trong chiều đông này. Xin cảm ơn quý vị. Cười tươi quá.